một tháng một lần, nửa tháng một lần, hay là một tuần một lần. Các bạn nói rằng là vợ chồng tôi chỉ vậy thôi, không mau lắm, không ham hố lắm. Các bạn xem lại đi, vợ chồng bạn có vấn đề đấy. Bởi vì là xin mở ngoặc các bạn là ở lứa tuổi 20, 30, 30 đến 40, hoặc là thậm chí là 40 đến 50, nếu như một tuần hay là một tháng hay là nửa tháng các bạn mới quan hệ với nhau một lần thì là các bạn cần phải xem lại cái mối quan hệ của các bạn. Vợ chồng sẽ hay cáu có với nhau, hay cáu bẩn với nhau nếu như ít quan hệ tình dục. Và thứ hai nữa là cái nguy cơ ngoại tình cực kỳ cao. Hãy đáp ứng cái nhu cầu của nhau một cách tốt nhất trong cái khả năng của các bạn. Và đương nhiên rằng là các bạn hãy cẩn thận trọng, đói ăn vụng, túng làm liều. Chính vì vậy mà hãy xem xét kỹ và giải quyết hòa hợp trong cái vấn đề đó. Và theo cái thống kê là 60%, 70% các vụ ly hôn là liên quan đến vấn đề không hòa hợp trong vấn đề quan hệ tình dục. Các bạn cứ để ý xem, nhu cầu của đàn ông ở lứa tuổi 30 đến 40 là một tuần phải 3 đến 4 lần. Thiếu thì thất thoát đi đâu? Vợ chồng hay cãi nhau vì vấn đề thiếu vấn đề đó, hoặc là thiếu vấn đề đó cho nên các vợ chồng các bạn cãi nhau, hay cáu bẩn với nhau về vấn đề đó. Cho nên là chúng ta mà không đáp ứng được cái vấn đề, giải quyết được vấn đề nhu cầu đó thì nguy cơ ngoại tình và đổ vỡ trong gia đình là rất cao. Đó là cái sự thật. Vợ chồng các bạn nào đã liên quan đến vấn đề là vợ ngoại tình hay chồng ngoại tình vì như vậy hay không, comment phía dưới để cho các bạn khác cùng quan tâm và chia sẻ lẫn nhau để mà giữ vững hôn nhân gia đình. Và các bạn thấy rằng là ở lứa tuổi khác cũng thế rồi, các bạn theo thống kê và đáp ứng nhu cầu của nhau một cách hài hòa, các bạn có thể là giải quyết các cách khác nhau để thỏa mãn. Khi mà đối phương thỏa mãn thì cái ngày đó nó sẽ vui như Tết. Các bạn để ý xem, khi mà các bạn vợ chồng các bạn lên đỉnh Olympia với nhau thì vợ chồng các bạn sẽ vui như Tết, hòa hợp với nhau, và có thể rằng là không khí trong gia đình rất là vui. Và các bạn thấy rằng nếu như vợ chồng các bạn vấn đề tình dục mà không hòa hợp, vợ chồng căng thẳng lắm. Các bạn nào đã từng, comment phía dưới cho tôi được biết được không, hay quý khách hàng khác được biết được không. 20 tuổi đến 30 tuổi một tuần phải có 7 lần 8 lần tùy từng người, công việc khác nhau, ở xa nhau thì đã, nhưng gần nhau là phải như vậy. 30 tuổi đến 40 tuổi một tuần phải có tầm 3 đến 4 lần là ít, là bình thường, là trung bình. Và 40 tuổi, 50 tuổi một tuần phải có 2 đến 3 lần, thậm chí là 4 lần thì gia đình các bạn mới hòa hợp và hạnh phúc được. Các bạn cứ để ý rằng là tôi là người đàn ông thế thôi, mà khi mà vấn đề quan hệ đó hòa hợp thì vui lắm, ai cũng thế thôi, không riêng tôi. Và đây là tâm lý chung của đàn ông. Và các bạn thấy rằng là khi mà các bạn vợ chồng các bạn lên đỉnh với nhau rất hòa hợp, rất vui vẻ thì cả hai nó vui vẻ, đua cợt, hoa nhã với nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.